Chương 140, ly gián. Địch Hoắc ánh mắt thanh trầm mà kiên định, y diễm nhìn hắn, than một tiếng, từ trong tay hắn đoạt lại thư tới, lười biếng mà dựa vào cửa sổ, nói, đệ nhất. Ta đối đương nữ hoàng hoàn toàn không có hứng thú. Đệ nhị, năm đó ta nương đã mang theo ta rời đi, hoài ta cũng chưa từng thay đổi tâm ý. Trở lại hoàng cung kia liền thuyết minh nàng không muốn ta làm quân dã hài tử, càng không muốn ta trở lại hoàng thất đi đương cái gì công chúa, càng không tưởng ta làm cái gì nữ hoàng đế. Đệ tam, hiện giờ Long đế đã làm hoàng đế 10 năm hơn, này Trung Tử quốc sớm liền đổi chủ, bá tánh cũng coi như yên ổn, được làm vua thua làm giặc, ta không cho rằng Long đế là loạn thần tạc tử. Cho nên cũng chả sao cả, thay trời hành đạo, cùng đoạt lại thuộc về ta đồ vật. Thấy Địch Hoắc nhíu mày, vẻ mặt không ủng hộ, y diễm thừa dịp hắn chưa há mồm, lại nói, nói ngắn lại, ngươi làm cái gì đều không cần đem ta suy xét ở bên trong. Ta cũng sẽ không tham dự, hơn nữa, thực sự có một ngày ngươi có thể giết chết Long đế cùng quân Khanh Liệt kia, ngôi vị hoàng đế ngươi cũng chính mình ngồi đi, ta nửa phần hứng thú đều không có. Ta nói cho hết lời, môn ở ngươi phía sau, hào tẩu không tiễn. Địch Hoắc nói liền muốn xoay người, y diễm thấy hắn đằng đằng sát khí vội gọi một tiếng, tiểu cữu cữu. Nàng kiếp trước kiếp này đều chưa từng có người nhà, gọi thanh có chút không thông thuận, lắp bắp lại lệnh Địch Hoắc bước chân một đốn, hắn bỗng nhiên quay đầu, kinh hỉ mà nhìn y diễm. Một đôi mắt thịnh lượng, tiếp theo nhếch miệng nở nụ cười, vẻ mặt ngu đần. Y diễm thấy Địch Hoắc này vẻ mặt, hai bên má lúm đồng tiền nhộn nhạo, kiều oa oa mặt càng hiện tính trẻ con, không khỏi cũng đi theo xì mà cười, liền nổi lên đậu hắn chi tâm tới, nhướng mày nói. Tiểu cữu cữu cho ta tìm mợ sao? Địch Hoắc chính cười, nghe y diễm đột hỏi, cái gì mợ, ngạc một chút, không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, nói, cái gì mợ, ngươi cữu cữu ta nghiệp lớn chưa từng, còn không có thể vì tỷ tỷ báo thù. Chỗ nào có tâm tư cho ngươi tìm cái gì mợ? Y diễm liền cười, gật đầu nói, nga, nguyên lai tiểu cữu cữu một đống tuổi còn chưa từng cùng cô nương nói chuyện yêu đương quá, tấm tắc, nguyên lai tiểu cữu cữu như vậy thuần khiết a. Nàng kiếp trước kiếp này đều chưa từng có người nhà, gọi thanh có chút không thông thuận, lắp bắp lại lệnh Địch Hoắc bước chân một đốn, hắn bỗng nhiên quay đầu, kinh hỉ mà nhìn y diễm. Một đôi mắt thịnh lượng, tiếp theo nhếch miệng nở nụ cười, vẻ mặt ngu đần. Y diễm thấy Địch Hoắc này vẻ mặt, hai bên má lúm đồng tiền nhộn nhạo, kêu hoa hoa mặt càng hiện tính trẻ con, không khỏi cũng đi theo gì mà cười, liền nổi lên đậu hắn chi tâm tới, nhướng mày nói. Tiểu cữu cữu cho ta tìm mợ sao? Địch Hoắc chính cười, nghe y diễm đột hỏi, cái gì mợ, ngạc một chút, không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, nói, cái gì mợ, ngươi cữu cữu ta nghiệp lớn chưa từng, còn không có thể vì tỷ tỷ báo thù. Chỗ nào có tâm tư cho ngươi tìm cái gì mợ? Y diễm liền cười, gật đầu nói, nga, nguyên lai tiểu cữu cữu một đống tuổi còn chưa từng cùng cô nương nói chuyện yêu đương quá, tấm tắc, nguyên lai tiểu cữu cữu như vậy thuần khiết a. Địch Hoắc bị y diễm trêu ghẹo ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, bị tiểu bối tại đây sự thượng diễu cợt, thật sự kêu hắn trên mặt không qua được a. Thấy Địch Hoắc vẻ mặt xấu hổ, y diễm hào tâm nói, tiểu cữu cữu không nói qua tình, chẳng trách không biết, này nam nữ chi gian, ra cái gì vấn đề, có cái gì không thoải mái. Vẫn là bản thân giải quyết hảo, người khác cắm xuống tay. Thường thường không như mong muốn, đặc biệt là nhà mẹ đẻ người nhúng tay, kia chỉ biết việc nhỏ nháo đại, tiểu cữu cữu đau lòng ta đều biết. Tiểu cữu cữu yên tâm, ta như vậy cường hãn. Ai có thể khi dễ được ta, thật bị khi dễ ta chỉ biết ngàn lần vạn lần khi dễ trở về, sẽ không có hại. Địch Hoắc nghe y diễm xưng hô chính mình là nhà mẹ đẻ người, lại hắc hắc cười rộ lên, tiếp theo lại là trầm giọng nói, thật sự là nữ sinh hướng ngoại, này liền che chở kia tiểu tử. Nhưng y diễm đã như vậy nói kia liền thuyết minh, nàng không cao hứng, quả thật là kia tiểu tử khi dễ nàng, Địch Hoắc sắc mặt xanh mét lên. Y diễm thấy hắn như thế, tươi cười hơi liễm, vài phần trịnh trọng nói, tiểu cữu cữu ta nếu thật sự bị khi dễ rồi lại vô pháp chính mình lấy lại công đạo. Ta liền chắc chắn tìm tiểu cữu cữu cái này nhà mẹ đẻ người cho ta chống lưng, tốt không? Địch Hoắc nghe y diễm như thế nói, lại thấy nàng con mắt sáng lấp la lấp lánh, tuy không bằng tầm thường tiểu bối đối trưởng bối biểu hiện ra ỉ lại tới. Nhưng lại thái độ thân mật ngữ khí chưa bao giờ từng có mềm ấm, hắn biết y diễm đây là thật sự tán thành hắn, nhất thời hốc mắt thế nhưng hơi hơi đỏ lên. Lúc này liền tính trong lòng không thoải mái, nơi nào còn đuổi theo có nửa điểm không theo y diễm, lập tức liền cười nói, hảo cữu cữu mặc kệ. Địch Hoắc từ y diễm trong phòng ra tới, trên mặt tươi cười liền thu liễm, nghĩ đến mới vừa rồi y diễm bổn còn hảo hảo, bất quá là nghe xong trong đại sảnh thương khách nhóm nhàn ngôn toái ngữ. Liền buồn bực lên, liền bát cơm đều ném, Địch Hoắc sắc mặt âm trầm lên.
Hắn cái này cháu ngoại gái hắn tuy cũng vừa mới vừa quen thuộc lên, nhưng hắn lại đã rất quen thuộc Y Diễm tính tình kia nha đầu tính tình lãnh, sẽ để ở trong lòng sự tình thiếu chi lại thiếu. Để ở trong lòng người kia càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu Y Diễm thừa nhận là kia tại Y Cốc chủ chọc nàng, kia liền thuyết minh mới vừa rồi trong đại sảnh những cái đó đồn đãi liền cùng kia tiểu tử thúi có quan hệ. Địch Hoắc lại nghĩ đến Phượng Đế Tu trên mặt ra người mặt nạ, nhất thời tức giận đến là song quyền nắm chặt khanh khách rung động. Đi nhanh trở lại phòng đẩy ra cửa sổ liền ra bên ngoài thả một chi màu lam pháo hoa. Bất quá một lát, một cái bóng đen từ cửa sổ xuyên qua, rơi vào trong phòng, cúi đầu nghe lệnh, Địch Hoắc trực tiếp hạ lệnh, trầm giọng nói, Thiên Thịnh Quốc vô song thái tử tế cha. Khắp huyết lâu thiết có chuyên môn tìm hiểu các nơi tin tức âm các này nhận lệnh mà đến đúng là âm lâu người vô âm, hắn thấy Địch Hoắc sắc mặt không vui, không dám chậm trễ, vội nói, tuân mệnh. Địch Hoắc giơ tay ngăn lại hắn rời đi, lại hỏi, Thiên Thịnh Quốc Thái Hậu ngày sinh thượng phát sinh sự, lâu chung có thể được đến tin tức. Thiên Thịnh Quốc cùng Trung Từ Quốc cũng không liền nhau, Khắp huyết lâu tuy ở Thiên Thịnh Quốc cũng có ám cọc nhưng rất ít dùng đến. Khắp huyết lâu đến từ Thiên Thịnh Quốc tin tức cũng ít chi lại thiếu, Thiên Thịnh Quốc phát sinh sự tình, tự nhiên cũng không nhanh như vậy liền truyền lại đây. Vô âm mặt lộ vẻ thấp thỏm, nói, lâu trung thu được một ít tin tức nghe nói Thiên Thịnh thừa tướng chi nữ Liễu Như Mộng cùng thừa vương ám kết châu thai. Ở tiệc mừng thọ tượng bị trước mặt mọi người phát hiện giờ thừa tướng một nhà toàn đã bỏ tù. Địch Hoắc giác ra vô âm đối Liễu Như Mộng xưng hồ có điều sai biệt, không khỏi nhướng mày, nói, thừa tướng chi nữ Liễu Như Mộng. Nàng không phải Thiên Thịnh Thái tử phi sao? Vô âm lắc đầu, lại nói, Thiên Thịnh bá tánh đều xưng nàng là Thái tử phi, nhưng nghiêm khắc nói này Liễu Như Mộng không tính là Thái tử phi. Địch Hoắc nghe được lời này, ngẩn ra dưới, rộng mở đứng dậy, nói, lời này ý gì? Thiên Thịnh quốc sự cùng Trung Từ quốc không nhiều lắm quan hệ, khắp huyết lâu thu được tin tức cũng đều là âm các lựa chọn hữu dụng trình bẩm cấp lâu chủ, vì vậy. Địch Hoắc đối này cũng không vô âm rõ ràng. Vô âm không rõ lâu chủ như thế nào đối việc này như thế để ý, lại càng thêm không dám chậm trễ, nói, 2 năm hôm trước định vô song thái tử từng ở trên chiến trường mất tích quá. Lúc ấy Thiên Thịnh hoàng đế phái ra số đông nhân mã tìm thái tử, nhưng lại lâu tìm không được. 2 tháng sau lại chỉ tìm được Khoác thái tử quần áo hủ thi, vô song thái tử từ nhỏ thông minh, cực đến đế hậu niềm vui, Thiên Thịnh đế hậu thương tâm không thôi. Lúc ấy Liễu thừa tướng còn khuất cư binh bộ thượng thư chi vị, hắn đưa ra đem đích nữ Liễu Như Mộng gả cho vô song thái tử. Vì này thủ tiết cả đời, đế hậu tự nhiên cảm động không thôi, cho nên này vô song thái tử cùng Liễu Như Mộng là minh hôn, Liễu Như Mộng là ôm vô song thái tử bài vị tiến đông cung. Sau đó Liễu thượng thư bị phong làm thừa tướng. Tâm chịu Thiên Thịnh đế hậu tín nhiệm. Này Liễu Như Mộng trụ tiến đông cung khi đế hậu còn ở tang tử bi thống bên trong, lễ bộ cũng ở vội vàng chuẩn bị thái tử tang sự. Cho nên Liễu Như Mộng tên cũng vẫn chưa bị ghi tạc hoàng thất ngọc điệp bên trong, càng chưa từng tế bái thái miếu. Địch Hoắc âm trầm sắc mặt đẹp một ít, Thiên Thịnh thái tử từng chết mà sống lại chuyện này hắn là biết đến, nhưng lại không biết ở này mất tích ở giữa còn phát sinh quá minh hôn một chuyện. Vô âm cảm nhận được trong phòng thô bạo chi khí hơi hoãn, thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới lại nói, xong việc Liễu thừa tướng đưa ra cấp Liễu Như Mộng nhập hoàng thất ngọc điệp một chuyện. Không khéo vô song thái tử thế nhưng hồi kinh. Sau mới điều tra rõ vô song thái tử là gặp Bạch Quý Phi sở sinh Khác Vương ám toán, mới có thể cựu tử nhất sinh, mất tích gần 1 năm. Khác Vương ban rượu độc Quý Phi biếm lãnh cung. Này Bạch Quý Phi nhà mẹ đẻ ở Thiên Thịnh Quốc cũng là chiếm cứ nhiều năm. Lúc ấy Thiên Thịnh triều đình rất là một phen thay đổi bất ngờ, bởi vậy sự này Liễu Như Mộng tiến ngọc điệp việc liền lại không có tin tức. Sau đó, vô song thái tử hướng đế hậu thượng tấu. Đã hắn còn sống, minh hôn một chuyện tự nhiên không thể giữ lời, muốn đưa Liễu Như Mộng hồi Liễu ra, Liễu thừa tướng tự nhiên không đồng ý, đế hậu cũng vì thế trách cứ thái tử. Vô song thái tử liền lại chưa bước vào đông cung một bước, ngày thường đều ở tại kinh giao biệt cung chung. Địch Hoắc sau khi nghe xong tuy thần thái bình tĩnh mà ngồi xuống, nhưng tâm tình lại như cũ không tốt. Kia Liễu Như Mộng phụ thân thời khắc mấu chốt đem đích nữ đưa đi minh hôn. Sau đó quan vận hành thông, thầm đến đế hậu tín nhiệm, có thể thấy được là cái luồn quý hạng người. Này nữ cùng thừa vương ám kết châu thai. Chỉ sợ cũng là xác thực, nếu bằng không là cái nam nhân cũng sẽ không lấy việc này từ không thành có tự hủy thanh danh. Liễu Như Mộng vừa không từng nhập gia phả, cũng chưa từng bái thái miếu. Chỉ là trụ vào đông cung, đương nhiên cũng coi như không thượng thái tử phi. Nhưng là tam đại tiên triều thượng quốc tiên trụ cùng thiên càn quốc toàn con vua đơn bạc.
Duy hôm nay Thịnh Hoàng đế chỉ hoàng tử liền có 18 cái nhiều, đơn nghe này đó bát nháo chuyện này liền biết Thiên Thịnh Hoàng thất bên trong tranh đấu dữ dội lợi hại. Nếu kia tiểu tử thúi thật sự là Thiên Thịnh quốc thái tử, hắn có thể nào yên tâm y diễm kia nha đầu gả đến Thiên Thịnh đi. Giờ phút này Ly Hắc Thủy Trấn không xa một chỗ khe núi chung, một cái thương nhân trang điểm thanh niên nam tử mang theo hắn thương đội suốt đêm ra Hắc Thủy Trấn. Hướng nam cấp đuổi, này thương nhân không phải người khác, đúng là ở trong khách sạn công bố từ Thiên Thịnh mà đến kia thanh niên, đoàn xe tới rồi khe núi, hắn phất tay lệnh đoàn xe dừng lại. Chính mình lại đánh sai nha tốc hướng phía đông rừng cây mà đi. Hắn vào rừng cây. Còn chưa ghìm ngựa, liền rắc một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, túm chặt hắn sau cổ đem hắn từ trên ngựa đề ra xuống dưới. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng lại một chút thanh âm cũng không dám phát ra, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, tiếp theo hắn liền bị ném xuống đất. Thấy một đôi thêu kim tường vân hậu đế gấm vóc chiều ủng ngừng ở chính mình trước người ba bước chỗ. Thanh niên cũng không dám ngẩng đầu đi xem liền dập đầu, xin tha nói, ra tha mạng, tiểu nhân đã ấn ra phân phó ở dùng cơm thời điểm đem Thiên Thịnh quốc rèm pha đều nói. Ra tha tiểu nhân một mạng đi, tiểu nhân bên ngoài kinh thương, trong nhà tổ phụ tổ mẫu tuổi già. Này thanh niên xác thật là từ Thiên Thịnh quốc kinh thương về quê, Thiên Thịnh quốc cũng xác thật đã xảy ra hắn theo như lời những cái đó sự. Nhưng hắn ở dùng bữa thời điểm nói ra những lời này đó lại là có lấy hay bỏ, cố tình che giấu Thiên Thịnh thái tử minh hôn sự thật này đó cũng đều là bị người an bài tốt. Thanh niên lời còn chưa dứt, sau cổ đó là đau xót, trực tiếp ngã quỵ ở trên mặt đất. Mà một trưởng phách phượng hắn hắc y nhân ngũ quan lạnh lùng, lại là quân khanh duệ bên người thị vệ Giang Hàn, mà đứng ở thanh niên trước người, một bộ áo tím. Đủ đặng tường vân ủng tất nhiên là trung tím dực vương quân khanh duệ. Thấy thanh niên bị phách ngất xỉu đi, quân khanh duệ gợi lên một mặt lạnh lùng cười tới, hướng Giang Hàn vẫy vẫy tay, Giang Hàn tay nâng kiếm lạc, hàn kiếm đã đâm xuyên qua kia thanh niên trái tim. Người nọ liền kêu cũng không kêu một tiếng liền vô thanh vô thức mà đã chết. Chương 141 tao bắt. Phượng đế tu trở lại phòng cho khách bất quá phân phó bạc bảo hai việc, đãi bước nhanh tới rồi y diễm trước cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến nàng cùng địch hoắc nói chuyện thanh. Nghe được địch hoắc nói muốn đoạt lại thuộc về y diễm đồ vật, phượng đế tu lắc đầu cười, không hề nhiều làm tìm tòi nghiên cứu, cũng không quấy rầy hai người nói chuyện. Niệm y diễm chưa từng ăn no liền xoay người đi xuống lầu, ra khách điếm hướng hắc thủy trấn tửu lầu mà đi. Nhà ở chung, địch hoắc vừa ly khai, y diễm liền đem trong tay thư ném tới trên bàn, chống cằm nghĩ tâm sự. Phượng đế tu thằng nhãi này từ lúc bắt đầu lấy tà y cốc chủ thân phận xuất hiện, nàng liền biết hắn có một khác trọng thân phận. Hắn hứa ngay từ đầu cũng không tính toán lừa gạt với nàng, bằng không lúc trước liền sẽ không đem chân thật tên họ nói cho nàng. Thiên Thịnh quốc cùng chung từ quốc chi gian cách quốc gia. Nàng đối Thiên Thịnh quốc tình huống cũng không rõ ràng, bản tôn trong trí nhớ lại là có Vô Song thái tử. Nghe nói Vô Song thái tử từ nhỏ liền thông minh vô song, là Thiên Thịnh mười mấy cái hoàng tử trung nhất xuất sắc, hắn đều không phải là hoàng trưởng tử, bất quá là Thiên Thịnh cửu hoàng tử. Đằng trước tám huynh trưởng đó là tám hoàng huynh cũng lớn tuổi hắn 2 tuổi, hoàng trưởng tử càng là lớn tuổi hắn 10 tuổi, nhưng thiên hắn lóa mắt giống phía chân trời sao mai tinh. Lệnh Thiên Thịnh hoàng đế ở hắn 7 tuổi khi không màng chúng nghị, phong làm thái tử. Hoàng thất bên trong quá thu hút đều không phải là chuyện tốt, thái tử vừa mới xác lập Thiên Thịnh liền đã xảy ra không ít đại sự, các nơi gặp tai họa, chiến trường thất lợi. Hoàng đế bị bệnh có người liền đem việc này cùng thái tử liên hệ ở cùng nhau, nói tiểu thái tử phi đích phi trường. Làm tức giận trời xanh, lại nói này mệnh trung mang sát, không dễ vì chữ quân, mạnh mẽ nghịch thiên mà đứng, Thiên Thịnh mới có thể tao trời xanh giáng tội. Đủ loại quan lại thượng tấu sửa lập thái tử, thiếu chút nữa bức Thiên Thịnh hoàng đế ban chết thái tử cùng này mẹ đẻ. Sau lại lần này tiểu thái tử bí mật ly kinh thành khống chế quân đội, thả lấy 7 tuổi chi linh, thống quân ở trên chiến trường vạn bại vì thắng. Lúc này mới khiến cho làm tức giận trời xanh đồn đãi tự sụp đổ. Thiên Thịnh hoàng đế đại duyệt từng ngôn, này con nối dõi đông đảo, cửu hoàng tử lại là Vô Song. Từ đó về sau, thế nhân nhắc tới Thiên Thịnh thái tử toàn nói Vô Song thái tử. Hắn tên họ nhưng thật ra thiếu bị nhắc tới. Cho nên nàng tuy biết hắn kêu Phượng Đế Thu, nhưng thế nhưng chưa bao giờ đem hắn cùng Thiên Thịnh Vô Song thái tử liên hệ lên. Rốt cuộc một quốc gia thái tử nơi nào có như vậy nhiều thời giờ hao phí ở nó quốc. Tuy là như thế, nhưng nàng cũng biết Thiên Thịnh quốc quốc họ chính là Phượng họ. Phượng Đế Thu nhìn lên liền không tầm thường người, nàng từng suy đoán hắn là Thiên Thịnh mẫu vị hoàng tử.
hôm nay vừa nghe những cái đó về Thiên Thịnh đồn đãi, mặc dù bất động đầu óc. Nàng đều có thể khẳng định Vô Song Thái Tử đó là Phượng Đế Thu. Bằng không trong lời đồn tâm trí bất phàm, mưu trí vô song Thiên Thịnh Thái Tử sẽ không làm ra cái loại này chuyện ngu xuẩn tới. Huống chi, Bạc Bảo nghe được những cái đó đồn đãi khi phản ứng cũng quá mức rõ ràng. Lúc trước hắn chỉ đem tên họ cáo chi, lại chưa từng nói thẳng này Thiên Thịnh Thái Tử thân phận, nàng liền biết trong đó tất có duyên cớ. Nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được thằng nhãi này muốn giấu giếm lại là như vậy sự. Nàng người này luôn luôn phòng ngừa chu đáo. Cảnh giác tâm trọng thích phản sự rõ ràng, tiên biết Phượng Đế Tu có điều giấu giếm, nàng lại chậm chạp không chịu tế cứu thân phận của hắn. Phàm là nàng lúc trước tùy tiện hỏi tượng vừa hỏi Phượng Đế Tu một thân, lại như thế nào sẽ đối việc này hoàn toàn không biết gì cả đâu. Nàng vì sao không có liền thân phận của hắn nhiều làm mịt mài theo đuổi. Giờ phút này nghĩ đến, Y Diễm mới hoảng hốt lại đây, như vậy hành sự khác thường, đều không phải là nàng sơ sẩy đại ý. Mà là nàng ở sâu trong nội tâm nguyện ý cấp Phượng Đế Tu một cái cơ hội, làm hắn tiếp cận nàng. Là nàng ở sâu trong nội tâm sớm liền đối với hắn động tình, vẫn luôn đều tin tưởng hắn sẽ không thương tổn nàng. Buồn cười nàng vẫn luôn lừa mình dối người, không chịu thừa nhận điểm này, vẫn luôn cảm thấy là Phượng Đế Tu từng bước ép sát ngạnh sinh sinh đoạt nàng tâm. Nhưng giờ phút này nghĩ đến, nếu nàng không muốn, mặc cho ai lại có thể lấy đi nàng tâm đâu. Y Diễm chỉ cảm thấy chưa bao giờ từng có thanh tỉnh tự giễu cười, nàng mở con mắt sáng, ánh mắt một mảnh thanh trường. Tên hỗn đản này, cứ gì đến đây khác đều không xuất hiện, lại cho hắn một chản hương thời gian, nếu hắn lại không lăn lại đây, nàng liền không nghe hắn giải thích. Vì ở không xa giường hạ, một cái nhỏ nhỏ động đang có lượn lờ bạch hương một chút tràn ra tới. Kia lỗ nhỏ dưới, một tầng tầng tế xa đi xuống thấm lậu, tế xa hạ lại chôn cái lưu kim huân lư hương, theo tế xa càng lậu càng nhiều. Lư hương chung khói trắng cũng càng ngày càng nhiều mà ra bên ngoài tràn ra, xuyên thấu qua hạt cát khe hở, dưới giường hạ động mạn vào phòng chung. Trong phòng mùi hương càng ngày càng nùng, chỉ tiếc này hương vị là một chút gia tăng, đang ở trong phòng người khứu giác đã đối mùi hương chỉ độn, rất khó phát hiện kia hương vị. Y Diễm mới vừa rồi suy ngẫm, càng thêm chưa từng lưu ý trong phòng hương vị, giờ phút này nàng phục hồi tinh thần lại. Giơ tay đi để trên bàn ấm trà, không nghĩ thủ đoạn lại là một cái thoát lực thoáng nhắc tới ấm trà lại thật mạnh trở xuống tới rồi trên bàn, Y Diễm lúc này mới phát giác không đối tới. Nàng bỗng nhiên đứng lên, lại giác hai chân mềm nhũn, người chưa đứng lên lại nằm liệt ngồi ở ghế chung. Dục kêu, hơi hơi hé miệng lại phát hiện ra không được thanh âm, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, giường bạt bộ thế nhưng từ dưới quay cuồng nghiêng lại đây. Một đạo màu tím thân ảnh nếu một sợi tím yên từ quay cuồng xuất khẩu nhảy đi lên. Y Diễm nhìn lại, ánh mắt phát lạnh, người nọ chưa từng che mặt càng chưa từng dung nhan. Một trương yêu dị gương mặt ở nhàn nhạt dưới ánh trăng tà nịnh băng hàn, đúng là Quân Khanh Duệ. Y Diễm dùng hết khí lực hướng ngoài cửa sổ ném đi chén trà bị Quân Khanh Duệ thoải mái mà lắc mình lại đây, niết ở trong tay một lần nữa thả lại tới rồi trên bàn. Tiếp theo ở Y Diễm lãnh lệ dưới ánh mắt, hắn hướng nàng nhẹ nhàng chậm chạp mà gợi lên khóe môi, hơi hiện lạnh lẽo độ cung, khiến cho kia trương yêu dị gương mặt có vẻ âm trầm khó lường. Tiếp theo lấy tay đem nàng từ ghế bế lên, thân ảnh nhoáng lên từ phiên khởi giường bạt bộ nhảy xuống. Răng rắc một thanh âm vang lên, kia giường bạt bộ một lần nữa khép lại, trong phòng một mảnh yên tĩnh, như là cũng không từng phát sinh quá mới vừa rồi một màn giống nhau. Lặng yên không một tiếng động, cũng không từng kinh động bất luận kẻ nào. Giường bạt bộ hạ là một cái nhỏ hẹp mật đảo. Y Diễm bị ôm, tuy trên người không thể động nhưng đầu óc lại còn tính thanh tỉnh, này thông đạo hiển nhiên là vừa đào không bao lâu, nên là chuyên môn vì nàng mà thiết. Kia mật đạo khẩu cơ quan nhưng thật ra làm lợi hại, mà ngay cả nàng cũng không từng phát giác manh mối. Hiện giờ đã gần kề gần kinh thành, nàng tính cảnh giác bổn liền có điều rơi chậm lại, nói vậy Quân Khanh Duệ cũng là đoán chắc này điểm. Mới có thể tại đây hát thủy trong trấn đào hảo bẫy dập ôm cây đợi thỏ. Ngàn An Vương phủ sự đang ở đương khẩu phía trên, nàng cho rằng giờ phút này Quân Khanh Duệ nên ở trong phủ ngủ đông tránh họa. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ làm theo cách trái ngược, là nàng đại ý. Y Diễm nghĩ Quân Khanh Duệ đã ôm nàng xuyên qua thật dài mật đạo lại đi lên bậc thang, Y Diễm chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng sáng ngời, lại đã đến một cái hẻm tối. Cách đó không xa ngọn đèn dầu hơi lượng, nên là khách điếm phương hướng, ly này hẻm tối nhìn ra không ra 500 mễ. Một chiếc xe ngựa ngừng ở hẻm chung, Quân Khanh Duệ ôm Y Diễm lắc mình mà nhập. Xe ngựa cuồn cuộn mà động, thực mau ra ngõ nhỏ, biến mất trong đêm tối bên trong. Giờ phút này, với Y Diễm trụ không xa trong phòng, địch Hoắc Chính do hỏi Vô Âm Thiên Thịnh Quốc việc căn bản chưa từng phát hiện Y Diễm trong phòng biến cố.
mà Phượng Đế Tu Tác tự mình dẫn theo một hộp điểm tâm từ trong tửu lâu ra tới, hắn đạp xuống bậc thang. Tửu lâu kiều giác dưới mái hiên treo đèn đỏ, đem hắn thân ảnh ở phiến đá xanh trên mặt đất đánh ra nhàn nhạt bóng dáng, mọi nơi yên tĩnh, hắn ngước mắt nhìn phía cách đó không xa khách điếm. Ánh mắt định ở ghế cửa sổ một gian phòng cho khách cửa sổ phía trên, kia nhà ở chưa từng châm đèn, đen như mực một mảnh, Phượng Đế Tu không khỏi túc hạ mi. Thầm nghĩ y diễm tất nhiên ở thương tâm bực bội, bước chân dừng lại, lại là trong lòng thấp thỏm khó an. Lúc trước cố tình giấu giếm thân phận, thứ nhất là thiên thịnh cùng thiên trụ xưa nay trở mặt, thân phận của hắn cũng không nghi độc thân tiến đến Trung Tử Quốc. Và lại, hắn đối y diễm động tình, nhưng lại cảm thụ được đến y diễm đối hắn vẫn luôn bị động mâu thuẫn, tuy là hắn cùng liễu như mộng chi gian căn bản không giống thế nhân lời nói như vậy. Nhưng hắn cũng khủng điểm này trở thành bắt tù binh giai nhân phương tâm trở ngại. Phượng Đế Tu đã là tưởng hảo, trong chốc lát y diễm đánh hắn bực hắn cũng hảo, mắng hắn đê tiện hỗn trướng cũng thế. Hắn đều sẽ chịu, sợ chỉ sợ hắn thật vất và cậy ra nàng nội tâm, nàng sẽ lại bởi vậy sự đem hắn chống đẩy bên ngoài. Kia nữ nhân lòng dạ hẹp hòi thực trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát. Tuy là hắn cho rằng liễu như mộng căn bản là thành không được hai người chi gian kia viên xa. Hắn do dự một chút một lần nữa cất bước nhưng tiếp theo hai tròng mắt đó là phát lạnh. Bỗng nhiên xoay người một trường đánh ra một đạo mạnh mẽ bạch quang thẳng đánh 50 bước có hơn một chỗ tán cây. Tiếng kêu thảm thiết ở đêm lặng trung vang lên, tùy theo lưỡng đạo bóng người từ trên cây ngã xuống đi xuống, phát ra trọng vang, vô thanh vô tức lại chưa động thượng một chút. Hiển nhiên đã khí tuyệt mà chết. Khá vậy ở đồng thời, chỗ tối trào ra mấy chục đạo bóng đen, hướng về Phượng Đế Tu nơi nhanh chóng tới gần, Phượng Đế Tu hít lại hạ con ngươi, khóe môi xả ra khinh thường đường cong. Không đợi hắc ảnh tới gần, đã này đây công vì thủ phi thân mà thượng. Mây đen che nguyệt, sát khí đầy trời, binh khí loang loáng, ngân quang như luyện. Trong khách sạn Bạc Bảo phát hiện dị thường, mang theo mấy người lúc chạy tới. Phượng Đế Tu đã giải quyết rớt 8 hắc y nhân, một thân bạch y không dính bụi trần, liền binh khí cũng không ra tay. Những cái đó hắc y nhân thấy không địch lại, lại thấy Bạc Bảo đám người đuổi tới. Không chút do dự thi triển khinh công hướng bất đồng phương hướng nhanh chóng bỏ chạy đi. Phượng Đế Tu thấy bọn họ hành động quyết đoán mà nhanh chóng, lại thấy Bạc Bảo đám người đuổi theo, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt khẽ biến, trầm quát một tiếng, trở về, không cần lại truy. Hắn nói xong, bóng trắng chợt lóe, đãi Bạc Bảo đám người nghe lệnh xoay người khi, đầu đường đã không có nhà mình chủ tử thân ảnh. Bạc Bảo thấy chủ tử rõ ràng là hướng khách điếm phương hướng chạy đi. Thả thân ảnh lại có vài phần vội vàng, nhất thời cũng phản ứng lại đây, vội đuổi sát mà thượng. Mà Phượng Đế Tu thẳng đến y diễm phòng, hắn đá cửa sổ mà nhập đập vào mặt một cổ mùi hương nhập mũi, trong lúc nhất thời mặt trầm như nước dược tiến trong phòng. Quả thấy trong phòng trống rỗng đã là không có y diễm thân ảnh. Nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió, hắn chỉ quát lạnh một tiếng, không cần tiến vào, diễm diễm không thấy, nàng trúng nhu cốt hương, nhanh đi tra phụ cận nhưng có xe ngựa rời đi. Nhu cốt hương, mùi hương thanh đạm lâu dài, lại là cực lợi hại độc dược, một khi hút vào nhất định phân lượng, mà kệ nội lực rất mạnh kính, đều cả người mềm mại vô lực nhúc nhích kêu to không được. Bên ngoài Bạc Bảo nghe vậy sắc mặt đại biến, vội phất tay lệnh người đi tra. Cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, lại là Địch Hoắc nghe được động tĩnh vọt tiến vào. Thấy trong phòng đen như mực chỉ Phượng Đế Tu đứng ở nhà ở giữa, một thân lạnh lẽo, mãn phòng thô bạo chi khí, mà y diễm lại không thấy thân ảnh, hắn không kịp nghĩ lại. Liền nổi giận gầm lên một tiếng, người này hỗn trướng đem Diễm Nhi ra sao? Nàng người đâu? Phượng Đế Tu lại căn bản là không phản ứng giống giận Địch Hoắc. Ánh mắt xem cũng không liếc hắn một cái, chỉ sắc bén như đao mà ở trong phòng mọi nơi đào qua, xưa nay thanh giật xuất trần thân ảnh càng hiện lạnh lẽo băng hàn, thanh âm trầm mà bằng phẳng, nói. Không nghĩ chúng độc liền câm miệng, nàng bị người mang đi. Địch Hoắc nghe vậy lúc này mới phát hiện trong phòng xác thật có cổ mùi hương, đãi phân biệt ra này hương vị, hắn biến sắc vội thả người rời khỏi phòng tuy là như thế. Dưới chân thế nhưng cũng hơi hơi nhoáng lên. Hắn lúc này đối Phượng Đế Tu có thành kiến. Thấy y diễm không thấy, quan tâm sẽ bị loạn, phản ứng đầu tiên đó là chất vấn Phượng Đế Tu, nhưng giờ phút này cũng hiểu được nếu là Phượng Đế Tu đối y diễm bất lợi, căn bản không cần phải hạ dược. Huống chi này một đường hắn cũng nhìn rõ ràng, Phượng Đế Tu đối y diễm là thiệt tình. Như vậy là ai thế nhưng có thể ở hắn cùng Phượng Đế Tu mí mắt phía dưới đem người mang đi. Rốt cuộc mục đích ở đâu? Địch Hoắc sắc mặt khó coi, một quyền đánh vào trên vách tường, mị đôi mắt. Này khách điếm ngoại đều có ám vệ thủ, bọn họ cũng không từng nhìn thấy có người ẩn vào trong phòng bắt đi y diễm.
Càng chưa từng thấy nàng ra khỏi phòng, hiện giờ nàng biến mất, chỉ có thể nói này trong phòng bố trí có ám đạo, Phượng Đế Thu Duệ mắt bốn quét, lại là tìm không được mật đạo nhập khẩu. Nhất thời ánh mắt trầm lãnh, sâu thẳm khó lường. Như vậy cao minh cơ quan thiết trí, liền hắn đều nhìn không ra manh mối tới, có thể làm được việc này nhưng không mấy người. Phát hiện cái gì không có. Người nhưng thật ra phóng cái giám a, còn thiên thịnh vô song thái tử đâu, mí mắt phía dưới đều có thể đánh mất chính mình nữ nhân. Mua danh chuộc tiếng cũng không như ngươi như vậy. Bên ngoài truyền đến địch hoắc tức muốn học máu thanh âm, Phượng Đế Thu bất quá nhàn nhạt mở miệng, nói, ngươi có này công phu, đảo không bằng trói lại này khách điếm chủ quán tới thẩm vấn một phen. Nói không chừng còn có thể đến chút hữu dụng tin tức. Địch hoắc nghe vậy bừng tỉnh phản ứng lại đây, đảo cũng không cần phải nhiều lời nữa nhiều trách mà nói mát, một cái lắc mình biến mất ở trước cửa. Phượng Đế Tu lại đã độn mùi hương tìm được hương khí nhất nồng đậm mép giường, nhận thấy được mùi hương là từ dưới giường tràn ra, hắn lui về phía sau hai bước. Ngừng tụ chân khí phanh mà đánh ra hai trường. Nhất thời kia trương rắn chắc thêm sơn giường bạt bộ chia năm xẻ bảy, mảnh vụn tung bay, liên quan giường bạt bộ sau vách tường cùng dưới giường gạch xanh cũng đều bị mạnh mẽ chân khí nổ tung. Bụi đất chuông lộ ra một cái chỉ cung một người tiến vào cửa động. Phượng Đế Tu không chút do dự nhảy vào trong động, độn mật đạo tới rồi kia hẻm tối, bạc bảo đã bay nhanh tiến đến, bẩm, chủ tử, mới vừa có bốn chiếc xe ngựa từ thị trấn bốn cái phương hướng rời đi. Sắc trời đã tối, lúc này lại như thế nào có người ly trấn lên đường, nếu là hắn chưa từng tìm được mật đạo xuất khẩu, này thủ thuật che mắt đảo còn có chút tác dụng. Phượng Đế Tu cười lạnh, nói, từ này chỗ ngõ nhỏ rời đi xe ngựa hướng phương hướng nào đi, đi rồi bao lâu? Bạc bảo vội trả lời, này chỗ một tràn hương trước có xe ngựa rời đi, hướng đông mà đi. Phượng Đế Thu không cần phải nhiều lời nữa, phi thân đã lướt trên một trận gió lạnh hướng mặt đông mau chóng đuổi mà đi, bạc bảo một tiếng thanh khiếu, dẫn người nhanh chóng đuổi kịp. Hắc thủy trấn bốn phương thông suốt, ra trấn đông, lại có ba điều quan đạo, phân biệt thông hướng tới gần thành trấn. Phượng Đế Thu một đường truy đến ngã rẽ khẩu, bóng đêm hạ quan trên đường trống không một chút dấu vết. Bạc bảo tự mình dò xét trên mặt đất vết bánh xe ấn cùng cứt ngựa, nhíu mày lắc đầu, nói. Mỗi con đường thượng đều có xe ngựa vừa mới trải qua, vết bánh xe ấn hoàn toàn giống nhau. Nói ngữ khí thấp xuống, vẻ mặt hổ thẹn khó làm. Phượng Đế Thu nhìn đen như mực bóng đêm nhíu lại hạ mày, toại đột nhiên nhớ tới một chuyện tới. Ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một con sứ men xanh bình tới, lột ra bình khẩu, đối với hướng gió, kia cái chai chung có tế bạch bột phấn bị thổi ra. Thần kỳ chính là bột phấn tan đi, thực mau hướng đông ống dẫn thượng lại có doanh doanh lục quang chớp động. Phượng Đế Tu hơi dắt dẫn đầu dục ngựa chạy như bay thượng đi thông Hắc thủy trấn mặt đông Nguyệt Thành quan đạo. Chương 142, bị bắt hả? Cảm giác trên người hoàn toàn nhấc không nổi một tia sức lực tới. Y Diễm liền chưa lại dãy dụa một chút tùy ý quân khanh duệ bài bố. Quân khanh duệ đem nàng bế lên xe ngựa chỉ lệnh nàng dựa vào hắn ngực đảo chưa từng nói nữa một câu, xe ngựa cuồn cuộn. Một lát Y Diễm cảm giác sóc nảy lên, liền biết là ra thị trấn, thượng quan đạo đường đất. Nàng nguyên bản gửi hy vọng với Phượng Đế Tu cùng địch hoắc có thể kịp thời phát hiện chính mình không thấy. Ở Hắc thủy trấn đem quân khanh duệ cấp lấp kín, hiện giờ thấy hy vọng tan biến, không khỏi có chút nóng vội. Này Hắc thủy trấn bốn phương thông suốt một khi không thể kịp thời bị cứu. Đãi quân khanh duệ đem nàng giấu đi kia phải bị cứu ra liền càng khó. Tai nghe bên ngoài thế nhưng vang lên đồng dạng xe ngựa thanh, Y Diễm tự nhiên biết đây là quân khanh duệ thi thủ thuật che mắt này vào đêm thời gian nơi nào sẽ có như vậy nhiều lên đường xe ngựa. Nàng ở phát hiện chúng độc khi từng hướng ngoài cửa sổ ném qua chung trà. Kia chung trà bị quân khanh duệ nhéo vào trong tay. Lúc đó nàng ném chung trà kỳ thật chỉ là ở rời đi quân khanh duệ lực chú ý, nàng tay phải dùng hết cuối cùng một tia sức lực từ tay áo trong túi sờ soạng viên bạch dược hoàn xoa thoái. Kia thuốc viên đúng là Phượng Đế Tu trước khi chia tay cho nàng dược vật chung giống nhau, danh gọi truy tung phấn. Thuốc viên xoa thoái, kia thuốc bột lây dính ở trên xe ngựa, sẽ theo gió phiêu tán trên mặt đất tầm thường là vô sắc vô vị, là nhìn không thấy. Nhưng chỉ cần gặp được một khác dạng tình tung phấn liền sẽ hiện ra xuất lục sắc ánh huỳnh quang tới. Nàng mới vừa rồi bị bế lên xe ngựa khi, đã thừa dịp quân khanh duệ không chú ý đem kia truy tung phấn cấp bôi trên xe ngựa tường ngoài thượng. Sợ chỉ sợ Phượng Đế Thu không thể tưởng được nàng sẽ dùng tới này truy tung phấn. Y Diệm nhắm mắt đơn giản không hề nghĩ nhiều tả hữu giờ phút này nên làm nàng đều làm. Y Diệm buông tâm tư theo xe ngựa lắc lư thực mau liền đã ngủ, đã vô lực phản kháng.
kia liền trước nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ. Quân Khanh Duệ ôm lấy Y Diễm, thân mình hơi có chút cứng đờ, tự hắn ôm Y Diễm rời đi, nàng liền cực kỳ an tĩnh, hiện giờ đã rời đi Hắc Thủy Trấn. Quân Khanh Duệ mới khẽ buông lỏng hạ tâm thần quay lại chú ý trong lòng ngực Y Diễm. Hắn cúi đầu nhìn lại thấy Y Diễm dựa vào chính mình trong lòng ngực hai tròng mắt nhắm. Nồng đậm cong vút lông mi vụ tĩnh rũ, không chút sức mẻ tiểu xảo tinh xảo cánh mũi nhẹ nhàng theo hô hấp ung động tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy yên tĩnh, hắn không khỏi ngơ ngẩn ánh mắt đam đam. Đầu óc nửa ngày chỗ trống sau, lúc này mới ý thức được trong lòng ngực nữ tử lại là cứ như vậy ngủ rồi. Quân Khanh Duệ rất rõ ràng, kia nhu cốt hương chỉ biết lệnh người cả người vô lực lại vạn sẽ không chí người vựng ngủ, Y Diễm dựa vào hắn đã ngủ, này làm hắn không tin tưởng dưới. Trong lòng lại dâng lên vô hạn phức tạp cảm thụ tới. Hắn thân mình càng thêm cứng đờ. Nhìn trong lòng ngực kiều nhân nhi thậm chí có chút không biết đem đôi tay đặt ở nơi nào, tim đập ra tốc đồng thời, ngực gian có ngọt ngào, thỏa mãn, có phẫn hận, chua xót, càng có hối hận, đau xót. Tất cả cảm thụ tầng tầng như sóng chiều phách về phía hắn, thậm chí làm hắn vô pháp thở dốc. Nếu lúc trước hắn chưa từng có mắt không chồng, trước bỏ quên nàng, có phải hay không nàng sớm đã như vậy đi vào hắn trong lòng ngực làm bạn hắn thẳng đến đầu bạc đâu? Hay không nàng liền sẽ như vậy ngốc tại hắn trong lòng ngực cùng nhau vượt qua mỗi cái ban đêm? Nếu nhiên như vậy, hắn cùng nàng tất nhiên sẽ không đi đến hiện giờ này một bước, nàng hủy hoại hắn hết thảy, trở thành hắn địch nhân, mà hắn bị buộc bất đắc dĩ. Thế nhưng muốn bắt nàng đi đổi lấy cuối cùng phần thắng. Cái này ý tưởng lệnh Quân Khanh Duệ lại hối lại đau, bổn đặt ở Y Diễm bên hông tay cũng chậm rãi nắm chặt thành quyền, gân xanh bại lộ. Hắn hai tròng mắt thiêu huyết hồng, bỗng nhiên nhắm lại. Nửa ngày giữ tợn biến ảo sắc mặt mới dần dần khôi phục trầm lãnh. Y Diễm bổn đó là tiền miên, xe ngựa dừng lại, Quân Khanh Duệ lại đem nàng bế lên khi nàng liền đã tỉnh lại. Từ xe ngựa xuống dưới, bên ngoài ánh mặt trời đã lượng, lại là một đêm bay nhanh. Y Diễm ánh mắt bốn quét, lại thấy u hẻm thật sâu, nên là tới rồi một chỗ thành trấn. Quân Khanh Duệ ôm nàng xuống xe ngựa liền lại đổi thừa một chiếc xe ngựa, vòng đi vòng lại ở trong thành xoay hồi lâu, lúc này mới vào một cái bình thường hai tiến tiểu viện. Đem Y Diễm an trí ở đông xương trên giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt âm lệ, nói, cái này địa phương thực ẩn nấp, mọi nơi từ lâu bố trí ám vệ, ngươi thành thật một chút. Nếu nhiên lộn xộn tâm tư, ra này nhà ở ám vệ nhóm chỉ biết giết chết bất luận tội. Hắn nói xong cúi xuống thân tới, giơ tay xoa Y Diễm khuôn mặt. Dùng ngón cái nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng gò má, thanh âm thấp nhu, ánh mắt lại lạnh lẽo, lại nói, như vậy mỹ nhân nhi, bổn vương tuy luyến tiếc ngươi chết. Nhưng bổn vương những cái đó các thuộc hạ lại đều hận thấu ngươi này yêu nữ, mấy dục trừ chỉ chi rồi sau đó mau đâu. Y Diễm chỉ cảm thấy Quân Khanh Duệ ngón tay lạnh lẽo chạm vào trên mặt giống có điều xà ở bò, ánh mắt hơi dùng mình, trào phúng mà rời đi tầm mắt. Quân Khanh Duệ thấy nàng biểu tình khinh thường mà chê cười. Nhéo Y Diễm cầm tay chợt dùng sức khiến cho nàng nộ mục nhìn chằm chằm lại đây, hắn lại dương môi cười, ném ra tay, mắt thấy nàng trắng nõn như ngọc trên cằm bị để lại hai cái tím thanh dấu tay. Cầu môi cười nói, tấm tắc thật sự kiều nộn như hoa, lại rắn rết có đầu. Dứt lời, không hề phản ứng Y Diễm, hắn xoay người đi nhanh mà đi. Y Diễm há miệng thở dốc như cũng phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới, cảm nhận được mọi nơi sát khí thật mạnh. Sắc thật che kín ám vệ, nàng không khỏi trong lòng thở dài, suy đoán Quân Khanh Duệ lỗ nàng tới mục đích. Quân Khanh Duệ đi ra ngoài bất quá một canh giờ liền trở lại trong phòng, sắc mặt càng thêm âm lệ khó coi, hắn đi nhanh xông đến trước giường, một phen liền nắm lấy Y Diễm thủ đoạn tức giận chất vấn. Nói, ngươi làm cái gì?
Y Diễm thấy hắn biểu tình táo bạo, ánh mắt sáng ngời, ý cười doanh doanh mà hướng Quân Khanh Duệ khơi mào một cái chê cười tươi cười tới. Thầm nghĩ định là Phượng Đế Tu phát hiện kia truy tung phấn tìm lại đây, bằng không Quân Khanh Duệ sẽ không như thế chất vấn với nàng. Quân Khanh Duệ vốn là bạo nộ phi thường. Thấy Y Diễm đầy mặt trào phúng, càng là nổi trận lôi đình, từ trong lòng lấy ra một cái thuốc viên mạnh bạo buộc Y Diễm nuốt xuống, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói. Rơi xuống bổn vương trong tay ngươi lại vẫn dám quỷ kế không ngừng, thật cho rằng bổn vương không bỏ được giết ngươi sao? Y Diễm bị mạnh mẽ nuốt vào một viên thuốc viên, chỉ cảm thấy trong cổ họng một cổ cay độc, nàng nhận định Quân Khanh Duệ lỗ nàng tới, mục đích vạn không phải là muốn sát nàng, tiết hận. Vì vậy cũng không sợ hãi, nhân thủ đoạn bị hắn niết mà cốt cách rung động. Trong cổ họng tràn ra một tiếng kêu rên tới, Y Diễm mới biết kia thuốc viên nên chỉ là hòa hoãn nhu cốt hương, thanh hạ giọng nói, lại hướng Quân Khanh Duệ nói, vương gia tự nhiên luyến tiếc giết ta. Bằng không lúc này hà tất phô nghĩa hết bài này đến bài khác như thế nào? Ta nam nhân đuổi tới, ngươi sợ, nóng này, đối một cái nhược nữ tử hạ dược loại này hoạt động Dực Phương Điện Hạ đều làm được. Dực Phương Điện Hạ thật sự gọi người lau mắt mà nhìn a. Y Diễm vừa mới khôi phục tiếng nói. Thanh âm còn có chút suy yếu, ngữ khí kiều kiều mềm mại, nhưng kia từng câu từng chữ lại giống đao giống nhau bắn về phía Quân Khanh Duệ, lại tàn nhẫn lại độc, đặc biệt là kia một câu ta nam nhân. Thẳng tức giận đến Quân Khanh Duệ sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, ngươi. Y Diễm lại không đợi hắn xuất khẩu, lại khinh miệt cười, nói, ta nguyên bản còn xem trọng ngươi hai phân, cảm thấy ngươi người này tuy cha chút tốt xấu còn tính có hai phân khí khái. Ba phần ngạo khí, hiện giờ nhìn, thật đúng là xem trọng ngươi. Quân Khanh Duệ bị tức giận đến tuấn mặt phát run, một phen ném ra Y Diễm tay, sửa mà chế trụ nàng mảnh khảnh cổ, năm ngón tay dùng sức chậm rãi buộc chặt, âm lệ nói, không biết sống chết. Hắn nói trên tay dùng sức, Y Diễm bị cô trụ cổ, sắc mặt dần dần đỏ lên. Ánh mắt lại như cũ thanh lãnh trào phúng mà nhìn chằm chằm Quân Khanh Duệ, khóe môi châm chọc ý cười chưa từng rút đi. Nàng như vậy làm càn đang nói, có bản lĩnh ngươi tiện lợi thật giết ta. Ngươi không giết ta đó là nạo loại, ta thật đúng là không tin ngươi có thể giết ta, phế vật. Quân Khanh Duệ bị nàng như vậy biểu tình cùng ánh mắt chọc cả người phát run, một lòng càng là ninh thành một đoàn, thống khổ cùng cảm giác vô lực quả thực muốn bao phủ hắn. Làm hắn tưởng tức khắc chết đi, lại không bị như thế tra tấn. Mắt thấy Y Diễm sắc mặt đỏ lên, hắn tay bỗng nhiên buông ra, cả người giống bị trừ gân cốt giống nhau, mệt không tự giác lui ra phía sau hai bước nằm liệt dựa vào khung giường tượng thờ hổn hển. Trên đầu lại là ra một tầng mồ hôi lạnh. Y Diễm ghé vào trên giường ho khan ra tiếng, ánh mắt lại khinh thường mà nhìn chằm chằm Quân Khanh Duệ. Quân Khanh Duệ chạm đến nàng như vậy ánh mắt chỉ cảm thấy cả người chật vật. Một câu đều nói không nên lời, xoay người liền ra phòng, thân ảnh có vẻ có vài phần chật vật. Một lát sau Quân Khanh Duệ lần thứ hai vào nhà, hắn có lẽ là đã phát hiện Y Diễm nhanh mồm dẻo miệng, có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình chỉ cần cùng nữ nhân này nói chuyện liền sẽ bị tức chết đi được. Đơn giản đi đến trước giường không đợi Y Diễm há mồm liền sạch sẽ lưu loát địa điểm nàng ngủ huyệt. Thấy nàng vựng ngủ qua đi, hắn đứng trước giường sửng sốt một lát. Lúc này mới dùng màu đen áo choàng che lại Y Diễm, liền áo choàng dẫn người mà ôm lên. Y Diễm lại lần nữa tỉnh lại lại đã là vào đêm, nàng nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên đã không phải nguyên lai kia xương phòng. Làm như một gian ngầm mật thất, duy giường đối diện trên tường mở ra một cái tiểu thiên song, bên ngoài đen như mực, không có một tia ánh sáng. Này mật thất chung bố trí cũng cực kỳ đơn giản, duy nhất giường, một bàn, hai cái đại cái giá. Phía trên bãi chút chai lọ vại bình. Mà giờ phút này Quân Khanh Duệ an vị ở ly giường không xa bên cạnh bàn, một chản đèn dầu ánh lửa vượng hoàng, nhảy lên ở hắn khuôn mặt thượng. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, ánh mắt có chút đăm đăm mà ánh quang hỏa, lại là chưa từng phát giác nàng tỉnh lại. Y Diễm trong lòng biết Quân Khanh Duệ định là phát giác Phượng Đế Tu đuổi theo. Lại mang theo nàng rời đi địa phương, cũng không biết có phải hay không đã lại thay đổi thành trấn, như vậy rời đi chỉ sợ Phượng Đế Tu nhất thời nửa khắc là tìm nàng không đến. Không khỏi thở dài một tiếng, dương giọng nói, ngươi nếu không nghĩ đói chết ta, liền lộng chút ăn tới. Y Diễm thanh âm chợt vang lên, Quân Khanh Duệ thừa kinh ngạc hạ chợt phục hồi tinh thần lại, nhìn phía Y Diễm, ánh mắt hơi hơi có chút lộ trống. Y Diễm lười đến tìm tòi nghiên cứu hắn, tức muốn hộc máu nói, ta suốt một ngày tích thủy chưa hết, đói mắt mạo bạch quang, còn có ta muốn ị phân đi tiểu, không nín được. Cho dù chết trong nhà lao phạm nhân cũng cung cấp cái bô đi, chẳng lẽ muốn ta ở trên giường giải quyết sinh lý nhu cầu? Quân Khanh Duệ nghe vậy trên mặt đầu tiên là hiện lên áy náy, tiếp theo liền sắc mặt đỏ lên lên, trừng mắt Y Diễm thở hổn hển, nói, ngươi.
đầy miệng lời thô tục, ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Y Diễm lại mắt trợn trắng, khinh phiêu phiêu nói, Dược Vương điện hạ rất cao quý, a ta này thô bỉ nữ nhân tự nhiên so không được. Quân Khanh Duệ bị nàng châm chọc mỉa mai chọc mà đứng dậy bàn dập giường đi rồi hai bước, nghĩ nàng lời nói, đúng lúc lại nghe được nàng bụng oa oa kêu ra tiếng tới, rốt cuộc cầm nắm tay. Xoay người ra nhà ở. Y Diễm giật giật thân mình, cảm nhận được trên người như cũ nửa điểm khí lực đều không có, thẳng tức giận đến cắn răng, nàng ngất trước rõ ràng cảm giác có chút sức lực, hiện giờ lại như vậy. Tất nhiên là vựng mê trong lúc lại bị rót thuốc, Vương bắt đàn. Nàng trong lòng mới vừa đem Quân Khanh Duệ tổ tông tám đời thăm hỏi cái biến, liền thấy Quân Khanh Duệ bưng cái khay tiến vào, đãi hắn đi đến mép giường, Y Diễm nhìn lại. Thấy trên khay bất quá phóng mấy thứ điểm tâm, một con sứ men xanh chén, bên trong đựng đầy bài thủy, trong lòng hơi định. Quân Khanh Duệ trên giường trước ngồi xuống, đem khay đặt ở trên mép giường, tự mình lấy một khối điểm tâm đưa đến Y Diễm bên miệng, Y Diễm lại không há mồm. Chỉ khí hận mà nhìn chằm chằm Quân Khanh Duệ. Quân Khanh Duệ thấy nàng như vậy, trầm giọng nói, há mồm, ta sẽ không cho ngươi giải dược. Y Diễm sắc mặt khó coi lên, giọng căm hận nói, ta đều nói, ta muốn đi tịnh phòng, không nín được, khó chịu muốn chết, nơi nào nuốt trôi. Quân Khanh Duệ nghe vậy mặt lộ vẻ nghi ngờ. Y Diễm lại sắc mặt đỏ lên, cuối cùng lộ ra tu quận chi sắc tới, lại nói, ngươi nghẹn một ngày một đêm thử xem, liền tính ta giúp đỡ thái tử cùng ngươi đối nghịch, ngươi trong lòng có hận. Muốn sát muốn xẻo tùy ngươi, liền chính là, hà tất như thế nhục nhã với người. Y Diễm dứt lời, khớp hàm đã là cắn chặt, mắt đẹp trung nhiễm nổi lên một tầng hơi mỏng hơi nước, lên án mà nhìn chằm chằm Quân Khanh Duệ. Nàng một ngày một đêm chưa uống một giọt nước, sắc mặt vốn là có chút tái nhợt, xưa nay thủy nhuận đỏ tươi môi anh đào, giờ phút này cũng lực hiện khô nứt, mặt mày khó nén mệt mỏi thái độ. Thêm chi hai tròng mắt rưng rưng, cánh môi run rẩy, trên mặt lại mang theo tu quẫn hòa khí hận đỏ ửng, khiến cho Quân Khanh Duệ trong lòng nhảy dựng một trận áy náy. Lùi về cường ngạnh đặt ở Y Diễm bên miệng điểm tâm, khụ một tiếng mới nói, ta có từng nghĩ tới muốn nhục nhã với ngươi, ta lại sao bỏ được nhục nhã với ngươi. Quân Khanh Duệ nói chưa từng nói xong, trong lòng than một tiếng, đem điểm tâm thả lại bàn chung, từ trong lòng lấy ra bình sứ, đổ ba viên thuốc viên cấp Y Diễm uy hạ, đứng dậy trầm mặc ra phòng. Y Diễm là tính định rồi, Quân Khanh Duệ vội vàng đem nàng rời đi, bên người định sẽ không mang theo tỷ nữ, lại thấy hắn chuẩn bị thức ăn cực không tinh tế. Lúc này mới thì thầm muốn thượng tịnh phòng. Giờ phút này ăn giải dược quả thực bất quá một lát liền khôi phục một chút sức lực, nàng từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt bốn quét. Lại đem trong phòng đánh giá cái biến, lúc này mới sờ hướng tay áo túi, tìm tòi dưới lại hận mà cắn răng. Nàng mang ở trên người độc dược, binh khí chờ vật thế nhưng đều bị Quân Khanh Duệ lục soát đi, liền liền trên đầu cái châm cài đầu, nhĩ thượng nhĩ đang cũng chưa bóng dáng. Cái này mà khi thật ứng câu kia nhân vi giao thất ta vì thịt cá, Y Diễm cười khổ. Ngươi đã khỏe không có? Nàng chính táo bạo, bên ngoài lại đã vang lên Quân Khanh Duệ hỏi rõ, hiển nhiên là không yên tâm nàng. Y Diễm đánh giá Quân Khanh Duệ là kiêng kỵ nàng. Cho rằng nàng quỷ kế đa đoan, nhưng giờ phút này trên người nàng mệt mỏi, trong tay lại không hề y cầm chi lực, lại không phải thần tiên, có thể làm ra cái quỷ gì tới. Thầm mắng Quân Khanh Duệ hỗn trướng, Y Diễm khẩu khí không hảo mà trả lời, không hảo, lão nương táo bón. Nàng thanh lạc bên ngoài lập tức liền không có động tĩnh, Y Diễm nhéo lên một khối điểm tâm nhét vào trong miệng hung hăng cắn, chỉ hy vọng Phượng Đế Tu đừng kêu nàng thất vọng. Sớm một chút tìm lại đây. Quân Khanh Duệ nửa ngày không nghe thấy một chút động tĩnh, ra tiếng dò hỏi, bên trong thế nhưng cũng không nghe thấy Y Diễm trả lời, sắc mặt không khỏi biến đổi. Vọt vào trong phòng, nghênh diện lại thấy Y Diễm hảo hảo mà ngồi ở trên bàn, chính về cuối cùng một khối điểm tâm hướng trong miệng phóng, nhai hai hạ nuốt đi xuống. Thản nhiên mà vỗ vỗ trên tay mảnh vụn, nhìn hắn khẩn trương vạn phần biểu tình cười như không cười mà nhướng mày. Ai, lúc trước cái kia mắt cao hơn đỉnh, không đem mọi người xem ở trong mắt, Dược Vương chạy đi đâu? Đây là địa bàn của ngươi, ta trên người dược tính hơi tán, bốn phía lại đều che kín người ám vệ. Ngươi còn phòng bị ta, như thế như lâm đại địch, Dược Vương điện hạ, ngươi quyết đoán đều bị cầu ăn sao? Y Diễm thấy Quân Khanh Duệ chợt dừng lại bước chân, không khỏi thản nhiên cười, cười ngâm ngâm địa đạo. Quân Khanh Duệ sớm nhìn ra tới, Y Diễm là liệu định hắn sẽ không lấy nàng tánh mạng, nàng hiện giờ bị động, trong lòng không thoải mái, liền cũng biến đổi pháp lan lộn hắn, kích thích hắn. Nữ nhân này như thế đáng giận, như thế đáng giận, hắn cắn chặt răng, vài bước đi đến trước giường, tay áo rộng vung lên đem đặt ở mép giường bàn đĩa chi và tất cả quét rơi trên mặt đất ầm rung động. Hắn chế trụ Y Diễm đầu vai liền đem nàng đẩy đến ở trên giường, ở Y Diễm trừng lớn mắt đẹp hạ.
cúi người áp hướng nàng, trầm lãnh mà cười, nói, ngươi nói rất đúng, ta quyết đoán, kiêu ngạo, không ai bì nổi. Hết thảy đều bị cầu ăn, bị ngươi nữ nhân này hủy hoại. Ngươi nếu như thế, khinh thường với ta, ta làm sao cần lại bận tâm cái gì? Ngươi trong lòng cảm thấy ta đê tiện vô sỉ, chướng mắt ta, đúng không? Ta đây liền đê tiện cho ngươi xem, cũng không uổng công ngươi nhận biết ta một hồi. Quân Khanh Duệ nói hung hăng nắm lấy y diễm thủ đoạn đè ở nàng đỉnh đầu, một trường khống trụ nàng đôi tay, một trường đã chụp vào nàng vạt áo. Y diễm thấy hắn biểu tình kích cuồng, hai mắt bị thiêu mà huyết hồng một mảnh. Âm sắc mặt cái trán gân xanh thẳng bạo, lấy tay liền kéo ra nàng quần áo, nhất thời nàng ngọc tiết duyên dáng đầu vai cùng hình dạng xinh đẹp xương quai xanh liền lộ ra tới. Nàng không khỏi đại kinh thất sắc, lạnh giọng quát, Quân Khanh Duệ, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Thấy y diễm sắc mặt đại biến, mắt đẹp trung có hoảng sợ hoảng loạn chi sắc, Quân Khanh Duệ trong lòng đại khoái, lại bị kiêu ánh nhuận như cao nị da thịt lung lay tâm thần. Trên mặt âm sắc nháy mắt rút đi, lại là hiện lên kinh ngạc cảm thán cười tới, nói, Diễm Nhi, ngươi thật đẹp. Ngươi không phải nhận kia tà y cốc chủ đương nam nhân sao? Ha ha, ta đây liền trước muốn ngươi tân mình, ngươi bổn đó là ta. Hôm nay chúng ta liền động phòng hoa chúc tốt không? Y Diễm tức giận đến cả người phát run, nổi giận mắng, Quân Khanh Duệ, ngươi mặc theo ta thấy không dậy nổi ngươi. Quân Khanh Duệ lại hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi sớm liền khinh thường ta, ta muốn ngươi thân mình, có lẽ ngươi đảo không dám khinh mạn ta. Hắn nói ngón tay chọn thượng y diễm trước ngực màu xanh là yếm, lôi kéo thăng kết chưa khai, yếm lại bị xả loạn, lỏng le mà miễn cưỡng che cường điệu muốn bộ vị. Chỉ y diễm vai ngực chỗ kia theo màu đỏ tu tự, còn có treo ở ngực người ngọc hoa tai lại bại lộ ra tới. Quân Khanh Duệ động tác cứng đờ, ánh mắt gắt gao dừng ở kia rớt ra tới ngọc trụy cùng hình sam thượng, thở dốc tức khắc thô nặng lên, lại chưa nhìn đến y diễm khóe môi nhẹ cong. Tràn ra một sợi lạnh lùng ý cười tới, mới vừa rồi còn kinh hoàng thất thố trong mắt sát khí dây lát rồi biến mất. Chương 143, nhục ta, cắt ngươi cổ. Y Diễm nguyên bản chính là ở cố tình mà chọc bực Quân Khanh Duệ, thấy hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ngực chỗ hình xăm cùng ngọc trì. Ánh mắt đã không còn nữa thanh minh, cả người đều ở táo bạo cuồng loạn bên cạnh, nàng không chút do dự ra tiếng chê cười, lạnh lùng nói, ngươi đó là cái gì biểu tình Quân Khanh Duệ? Ta cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có, ngươi cho ta thu hồi ngươi kia bắt gian trên giường biểu tình tới. Nàng nói xong, Quân Khanh Duệ sắc mặt càng vì thô bạo lên, ôm đồm thượng kim ngọc trụy kim liên, hung hăng một xả kia dây xích lại là cực kỳ rắn chắc, không những chưa từng kéo ra. Phản ở y diễm trắng nõn như ngọc trên cổ để lại một đạo thật sâu vệt đỏ. Quân Khanh Duệ nghiến răng nghiến lợi, híp huyết hồng hai tròng mắt, nói, ngươi cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Hảo, thực hảo, bổn vương này liền kêu ngươi trở thành ta nữ nhân. Hắn nói xong cúi người đập xuống đi lung tung hôn lên y diễm môi đỏ, y diễm dùng hết khí lực giãy giụa tức giận mắng, Quân Khanh Duệ ngươi thật gọi người ghê tởm. Quân Khanh Duệ cũng không để ý không màng, chỉ đè nặng y diễm đôi tay, dùng sức ở má nàng ở rơi xuống nướng năng hôn, nghe nói y diễm tiếng mắng, hắn trong lòng lại là một mảnh bi thương. Nửa điểm khoái cảm đều cảm thụ không đến, chỉ còn lại có nói không nên lời khổ sở phẫn hận cùng tự mình ghét bỏ.
Loại này cảm xúc làm hắn cả người đều có chút hoảng hốt, nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy một đạo hàn quang thẳng bức yết hầu. Hắn hoảng hốt thất sắc, tuy đã nhanh nhất tốc độ tránh né, nhưng vẫn là trong cổ họng đau xót, có ấm áp mà sền sệt chất lỏng từ giữa cổ phun trào ra tới, hắn chỉ cảm thấy đầu một vựng. Trước mắt huyết quang chớp động đồng thời, một trận choáng váng hắc ảnh. Đãi phản ứng lại đây, hắn mới ý thức được hắn yết hầu bị cắt ra. Hắn ngã ngồi ở dưới giường, nhanh chóng điểm trước ngực huyệt đạo, lại dùng tay che lại ào ạt đổ máu yết hầu, ấm áp máu dọc theo khe hở ngón tay chảy xuống, nhân bị tua nhỏ yết hầu. Hắn hô hấp không thuận lên, gian nan mà thở dốc, lại đổi lấy trong cổ họng kích động ra càng nhiều nhiệt huyết tới. Quân Khanh Duệ có thể cảm nhận được sinh mệnh sói mòn. Hắn vạn không nghĩ tới Y Diễm tới rồi này chờ hoàn cảnh thế nhưng còn có sức phản kháng, thả có thể thương hắn đến tận đây. Hắn sớm đem trên người nàng nhưng dùng vũ khí sắc bén chờ vật hết thảy vứt bỏ, nàng rốt cuộc là dùng cái gì thương hắn. Trường lớn mắt hung ác mà trừng mắt nàng kia, lại thấy Y Diễm ý cười doanh doanh mà chống giường ngồi dậy tới, ánh mắt thương xót mà nhìn hắn. Nàng bàn tay trắng nhẹ nâng, thong dong mà đem kia ngọc trụy ném vào yếm chung, che giấu hảo bị hắn lôi kéo khai vạt áo, sửa sang lại hảo hỗn độn quần áo, lại gom lại tóc dài. Lúc này mới đầu lưỡi vừa phun, từ trong miệng hoạt ra một quả dấu ở dưới lưỡi lưỡi dao sắc bén tới. Này dưới lưỡi lưỡi dao, nàng vẫn luôn tùy thân mang theo. Liền phùng ở làn váy khóa biên bên trong, nhân này lưỡi dao bất quá ngón cái lớn nhỏ, mỏng như cánh ve, cố cũng không từng bị Quân Khanh Duệ lục soát đi. Mới vừa rồi Y Diễm căn bản là cố ý chọc giận Quân Khanh Duệ, dùng tốt đầu lưỡi kéo lưỡi dao, xuất kỳ bất ý cắt ra Quân Khanh Duệ yết hầu. Giờ phút này nàng nửa trương mặt đẹp đều lây dính ấm áp vết máu, Y Diễm lại giác sảng khoái, không chút để ý mà lau trên mặt điểm điểm vết máu, nàng nhìn Quân Khanh Duệ, nhẹ giọng nói. Muốn bổn cô nương thân mình, hừ, ngươi còn không có cái kia năng lực. Lúc trước Quân Khanh Duệ cho nàng giải dược đã hoàn toàn khôi phục tác dụng, Y Diễm cảm nhận được trên người có khí lực từ trên giường nhảy xuống tiến lên ngồi xổm trên mặt đất. Thấy Quân Khanh Duệ điểm huyệt đạo, nhân khùng cổ hạ miệng máu dũng huyết, ngã ngồi trên mặt đất không dám động tác. Nàng nhìn từ hắn khe hở ngón tay lộ ra vết máu, đối kia chiều sâu cùng chiều dài rất là vừa lòng, nói, yên tâm, ngươi tạm thời còn không chết được, bất quá ngươi nếu lộn xộn chỉ biết xé vỡ yết hầu. Đến lúc đó chính là Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Còn có a, miệng vết thương này nếu một canh giờ nội không được đến kịp thời may vá cầm máu cũng là không được cứu trợ. Cho nên đâu, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, ngàn vạn đừng lộn xộn tâm tư. Ta người này là không yêu đuổi tận giết tuyệt, ngươi chỉ cần hảo hảo giúp đỡ ta rời đi. Ta sẽ cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Y Diễm nói phất tay liền rút Quân Khanh Duệ trên đầu ngọc châm, xem đều không xem Quân Khanh Duệ cặp kia bốc hỏa đôi mắt, đối với hắn hoàn mỹ sườn mặt đó là hung hăng một hoa. Nhất thời một đạo sâu đậm cực dài vết máu xẹt qua Quân Khanh Duệ hơn phân nửa khuôn mặt, từ thẳng thắn mũi vẫn luôn kéo sâu đến cằm, nứt ra rồi hắn trắng nõn như ngọc da thịt ngoại phiên. Máu tươi giàn giụa, Y Diễm dương môi thưởng thức mà cười, nói, không tồi, man sắc bén đâu. Y Diễm thanh âm rất thấp, hiển thị sợ kinh động bên ngoài ám vệ. Quân Khanh Duệ hoàn toàn không dự đoán được chính mình sẽ bị Y Diễm chế phục, liền ra tiếng hô to cơ hội đều không có, như thế dưới tình huống, bị nàng như vậy nhục nhã. Chỉ tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, chết tâm đều có, nhịn không được trầm giọng nói, ngươi. Hắn mới vừa động giọng nói, liền dám yết hầu gian xé rách muốn đoạn giống nhau. Càng nhiều huyết kích động ra tới, sắc mặt càng vì tái nhợt. Quân Khanh Duệ cũng là người tập võ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tình huống hiện tại. Hắn yết hầu căn bản kinh không được bất luận cái gì khẽ động, hơi một tác động liền sẽ hoàn toàn đoạn rớt. Y Diễm mỉm cười dựng thẳng lên một lóng tay ở bên môi lắc nhẹ cười tủm tỉm nói, hư không nghe lời thật là sẽ chết. Nàng kia biểu tình giống hống hài từ đại tỷ tỷ giống nhau thuần thiện, đáy mắt lại một mảnh âm trầm, hắn nha dám đối với nàng tùy tiện khinh nhục vốn chính là chán sống. Nói nàng đứng dậy, thành thạo liền đem Quân Khanh Duệ trên người quần áo nứt ra. Nháy mắt liền đem hắn gấp lột cái tinh quang, toàn thân một sợi một quải. Quân Khanh Duệ tái nhợt sắc mặt trướng mà đỏ bừng, Y Diễm lại đầy mặt khinh thường, nói. Ngươi không phải tưởng chơi lưu manh sao? Hôm nay bổn cô nương cho ngươi cơ hội này làm này tinh vân đại lục lỏa bôn đệ nhất nhân. Nói xong, nàng xả trừ hạ đai lưng, miễn cưỡng cấp Quân Khanh Duệ ở trên cổ chát một chút, ngọc châm chống hắn ngực bách hắn đứng dậy, bắt cóc hắn tới rồi cạnh cửa, một chân đá văng cửa phòng. Ra phòng. Nàng lúc trước sở đoán rằng không tồi, này chỗ xác thật là cái ngầm mật thất, ra phòng, hướng lên trên đi rồi mười mấy cái bậc thang, Y Diễm đục lỗ đào qua.
Ấn toàn nút, mật đạo ám môn mở ra, nàng áp quân khanh duệ ra ám môn. Ngồi ở nhà ở công chính dùng trà hai cái giang hàn cùng một cái khác ám vệ, ánh mắt quét tới, nhìn thấy trấn như nhộng. Cả người máu tê quân khanh duệ, mở to hai mắt nhìn, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Mở cửa, các ngươi hết thảy rời khỏi phòng đi, mau chút. Thẳng đến y diễm đẩy quân khanh duệ hoàn toàn đi ra, trầm lãnh thanh âm vang lên, giang hàn hai người mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Cũng không dám xem nhà mình chủ tử kia khó coi sắc mặt, hai người cuống quýt lui đi ra ngoài, bằng vào bọn họ nhĩ lực mới vừa rồi xác thật nghe được phía dưới có động tĩnh. Dãy giụa thanh, vải vóc xé rách thanh, nhưng đúng là bởi vì này đó thanh âm, bọn họ mới đoán rằng phía dưới chủ tử đang ở thu thập nữ nhân, tự nhiên sẽ không cũng không dám đi xuống thăm xem. Vạn không nghĩ tới, bên trong thế nhưng sẽ hoàn toàn tương phản, nhà mình chủ tử thế nhưng... Xem bộ dáng này, rõ ràng là chủ tử dục đối nghê thường công chúa dùng sức mạnh, kết quả ngược lại làm cấp dưới, giang hàn hai người đã không biết nên nói cái gì đó. Chỉ cảm thấy trên mặt đi theo cực kỳ không ánh sáng. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dám không nghe theo y diễm phân phó, đãi bọn họ rời khỏi nhà ở, liền nghe y diễm lớn tiếng nói, tất cả mọi người thối lui đến sân bắc giác đi. Đặc biệt là nóc nhà thượng kia hai cái. Còn có chính vu hồi tới gần sau tường ba cái, các ngươi còn dám tiến lên một bước ta liền trước chém các ngươi chủ tử một cái cánh tay. Hắn tàn phế nghĩ đến kim loan điện thượng kia đem ghế dựa liền không cần mơ ước đi. Quân khanh duệ tranh đoạt thái tử chi vị nhiều năm, một khi tàn phế kia liền tính ném mệnh, quân khanh duệ không tốt, bọn họ này đó cấp dưới tự nhiên cũng muốn bị diệt trừ. Bên ngoài ám vệ nghe y diễm chính xác ra bọn họ vị trí, tuy trong lòng không cam lòng, khá vậy không dám không nghe lệnh. Y diễm tay nghe người đều thối lui đến trong sân, lúc này mới áp quân khanh duệ ra nhà ở, viện ngoại đứng 20 tới cái hắc y ám vệ, bọn họ mới vừa rồi chưa từng nhìn thấy trong phòng tình cảnh. Giờ phút này thấy nhà mình chủ tử cả người trần như nhộng. Ánh trăng, nhìn không sót gì, cả kinh đều mở to hai mắt nhìn, vẫn là giang hàn thấy nhà mình chủ tử nhân cảm xúc kích động, không được khủ, cổ hạ màu lam đai lưng đã bị nhiễm mà đỏ thắm lấy máu. Lúc này mới đi đầu cúi đầu, hét lớn một tiếng nói, cúi đầu, ai lại xem xẻo mắt xử trí. Y diễm nghe vậy lại hì hì cười, dương giọng nói, vẫn là giang thị vệ minh bạch lý lẽ, các ngươi nhìn chủ tử như vậy chật vật xấu mặt bộ dáng, nơi nào còn có mạng sống cơ hội. Hắn nếu ngày sau thật có thể đăng cơ vi đế, chỉ sợ đầu một cái muốn diệt trừ đó là ngươi chờ. Hắn nếu là không thể bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi chờ tự nhiên cũng muốn đi theo toi mạng, các ngươi nhìn, này tả hữu đều là cái chết tự, các ngươi vẫn là sớm một chút nhận rõ sự thật. Sửa đầu bản công chúa đi, bản công chúa nhất quý trọng nhân tài. Y diễm nói không thể nghi ngờ thẳng cắm yếu hại, nhất châm kiến huyết mà bắn vào này đó ám vệ trong lòng, nháy mắt bọn họ sắc mặt liền đều thay đổi, liền giang hàn đều trong lòng nhảy dựng. Quân khanh duệ lúc này không biết là mất máu quá nhiều, vẫn là vô lực thừa nhận loại này cảm thấy thẹn cùng vũ nhục, hai chân run lên, sắc mặt một mảnh xanh đậm. Đừng nghe yêu nữ, vương gia đãi ta chờ ân trọng như núi, quân muốn thần chết thần không thể không chết, mặc dù vương gia muốn giết ta chờ cũng tự bị lưỡi dao sắc bén. Giang hàn lớn tiếng nói xong, nhìn chằm chằm hướng y diễm, nói, công chúa thả vương gia ta chờ không vì khó công chúa, thả ngươi đi đó là... Y diễm nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói, giang thị vệ khi ta 3 tuổi tiểu hài tử A, này viện ngoại còn bố không ít ám vệ, ngươi cho ta phát hiện không ra. Nàng nói xong, buộc quân khanh duệ hạ bậc thang, lúc này mới lại nói, lúc trước ta tay áo trong túi trang một cái đạn tín hiệu, các ngươi trước đem nó thả. Giang hàn nghe vậy mày nhăn lại, chủ tử lần này phí rất lớn công phu, lúc này mới đem nghê thường công chúa gấp lỗ tới, hơn nữa việc này liên quan đến trọng đại, hắn nào dám tự chủ trương. Này đạn tín hiệu một phóng, chẳng phải là tới tay vịt liền bay. Giang hàn không khỏi nhìn hướng nhà mình chủ tử. Lại thấy quân khanh duệ một đôi mắt băng hàn mà nhìn chằm chằm hắn, bên trong tràn đầy cảnh cáo. Hiển nhiên là không chuẩn hắn nghe y diễm, thấy giang hàn do dự y diễm lại hừ lạnh một tiếng, nói. Xem ra đến trước móc xuống nhà ngươi chủ tử một đôi không thành thật đôi mắt. Nàng nói một tay đem ngọc châm gắt gao để ở quân khanh duệ ngực thượng, một tay hai ngón tay khốc khởi hung tợn mà liền đi chọc quân khanh duệ hai mắt. Này nếu là tầm thường nữ tử, như thế uy hiếp, giang hàn tự nhiên không sợ, nhưng hắn biết rõ y diễm thủ đoạn, tuyệt đối là cái nói ra làm mà đến, nhất thời sợ tới mức sắc mặt biến đổi. Nơi nào còn lo lắng chủ tử ý nguyện, vội hét lớn một tiếng, nói, công chúa chậm đã. Mau, đi lấy kia đạn tín hiệu. Y diễm lúc này mới vừa lòng cười, lại không nghĩ quân khanh duệ bỗng nhiên không màng miệng vết thương cùng tánh mạng, đi phía trước một hướng, xoay chuyển thân mình, một trường phách về phía y diễm.
Y Diễm dù chưa nghĩ đến Quân Khanh Duệ sẽ có này không muốn sống nhất cử, nhưng nhân vốn là ở đề phòng trạng thái, cố phản ứng kịp thời, thân ảnh nhanh nhạy vừa lật. Tránh khỏi Quân Khanh Duệ một trường, nhưng lại cũng khiến cho Quân Khanh Duệ thoát ly nàng khống chế. Y Diễm chưa lại xem Quân Khanh Duệ liếc mắt một cái, xoay người nhanh chóng hướng đông tường chạy, Linh Nhu giống nhau phóng qua tường, thân ảnh biến mất ở trong tiểu viện. Quân Khanh Duệ tránh thoát Y Diễm, liền ngã xuống trên mặt đất, Giang Hàn thấy hắn trên cổ mặc dù bao đai lưng đều có máu theo kịch liệt phập phồng ngực phun tung tóe ra tới. Nhất thời kinh mặt đất không người sắc hô to, vì vương gia báo thù, chết sống bất luận. Truy! Nói xong, vội giải Quân Khanh Duệ trên cổ quần lấy đai lưng, hướng miệng vết thương tượng sái giờ cầm máu, mà Quân Khanh Duệ lại đã ngất qua đi. Y Diễm ra tiểu viện liền có ám vệ từ bốn phương tám hướng vây lại đây, nàng sắc mặt khẽ biến,